mến chào anh em đến với kênh cuộc sống anh ta thì uh, hôm nay mình mời anh em uh, xem uh, với mình uh, để uh, biết cái cách của mình á uh, cách của mình là cho gà con ăn như thế nào và ấm uh, gà con trong giai đoạn ấm thì mình cho ăn uh, những loại thức ăn gì ha thì uh, hôm nay mình có hai hai tiêu đề quan trọng đó uh, tiêu đề quan trọng là là cho ăn như thế nào giai đoạn ấm uh, trong một tháng đầu và tiêu đề thứ hai là là khi mình mình muốn chuyển qua một cái thức ăn khác hay là lúa thì mình nên cần cần trộn như thế nào cho nó hợp lý và để con gà mình nó không có bị bị giảm giảm cân và nó gây qua những cái gói loạn đường ruột và con gà có thể bệnh và nó hao hụt đàn gà của mình từ từ thì video này cũng mục đích là có 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 bạn thì cũng comment hỏi mình thì mình không có tả lời trong comment được thì nó rất là dài dòng nên hôm nay mình làm cái video mình cũng chia sẻ đến cho cho bạn này ha thì hỏi là tại sao mình mà khi mình chuyển chuyển qua thức ăn lúa mà đàn gà của mình nó bị chết lần lần thì hôm nay mình sẽ nói về cách từ cái khâu ấm ấm gà À, tới mà mình chuyển qua thức ăn giai đoạn lúa tổng với thức ăn luôn ha à, mời anh em xem với mình à, chơi nha nếu mà anh em nếu theo dõi kênh mình lâu rồi thì có thể là à, biết cái cách à, cho ăn à, của mình còn anh em nào mới vào kinh thì có thể là chưa chưa hiểu thêm về cái cách à, cho ăn của mình trước giờ thì hôm nay mình cũng à, làm video mình à, chia sẻ và nói thêm à, để anh em cùng à, xem giải trí và tham khảo thêm nha anh em thì hồi trước á mình mới vào nuôi thì à, mình à, cho rất là nhiều cách loại cho ăn, chẳng hạn như mình thức ăn mình tộn à, à, đậm đặc có nè à, đậm đặc, rồi, à, rồi lúc đó tộn tắm nè, rồi lớn lớn chút thì mình tộn gạo lứt nè, rồi à, tộn bắp nè, thì à, mình cho ăn cũng rất là nhiều cách và lúc trước mình có tộn vô cả thức ăn với cái cái gọi là gọi là cám to, cám to thì nó có tấm với uh, tấm, à, tấm gãy gầu gãy đâu đó à, với uh, cám trong đó và có tấu xay nữa thì mình cũng có tổn cách đó nữa. nhưng mà mình uh, làm cũng rất là nhiều cách nhưng mà mình nuôi thấy uh, đúc kết lại một cái cách đơn giản á thì uh, của mình hôm cũng lâu rồi nói chung là mình nuôi cách này đã lâu rồi thì cách đơn giản nhất là mình chỉ mua thức ăn thôi à. và nó ăn đơn giản nhất và nó tiện và nó ít cái tốn thời gian mình để tộn và nó đạt hiệu quả hơn nó đạt hiệu quả hơn so với cách mình tộn những cách đó cách đó thì đúng ra nó tính ra nó tiết kiệm mình đó mình làm mình tính ra nó tiết kiệm nhưng mà mình tính kỹ lại thì nó cái cái chi phí nó vẫn vẫn cao hơn là cái thức ăn này đó mình có đậm đặc nè anh em nào có thể nuôi dịch đồ thì biết có đậm đặc thì mình thấy vậy cách đó nó cũng không đạt không và nuôi con gà nó cũng không có không hiệu quả thì cái cuối cùng là mình chỉ cho ăn thức ăn hoàn toàn thôi à, thì mình nói chung với anh em là anh em đừng có có tiết kiệm ha cứ giờ mình mình ương gà con ấm á, giai đoạn ấm á, thì mình cứ cho ăn thức ăn hoàn toàn đi à, mình à, mình nuôi cách này đã lâu rồi mình đạt hơn là cái cách hồi hồi trước mình tộn nhiều loại nhiều loại vô nó không đạt đâu à, tại vì trong cái thức ăn á là cái nhà nhà sản xuất á người ta chế biến gà người ta cũng có nghiên cứu và cái ta để làm sao mà để cho con gà nó, ăn nó đạt nhất và nó thích nghi và nó thích ăn nhất hiện gà nó sẽ đạt và mình tổng thức ăn mà mảnh này á thì nó sẽ đạt hơn rất là nhiều à, đặng mình dễ tộn vô cái thuốc nè rồi uh, dinh dưỡng nè mọc lông đồ đó adiablet nó rất là là tiện à, còn mà gà từ uh, khoảng chừng tuần tuần đến 10 ngày là mình tộn cái này là cái này là cái bằng mọc lông rồi nha anh em thuốc này mọc lông nè mình tộn vô chung đó thì cái guốc lúc nào mình cũng có nói chung là mình trong cái thẩu phần ăn của cái con trong thức ăn này nó đã đạt rồi nhưng mà mình cần bổ sung thêm cái guốc này mình nuôi gà gà đá thì rất là cần cái bộ xương chắc khỏe đó, Đặng cho nó lớn cái khung xương nửa gà mình nó cũng lớn ký và cái xương nó chắc khỏe thì nó sẽ đạt hơn ha anh em rồi tới mà khi 15 ngày thì mình bắt đầu mình tộn vô thức ăn viên, Đó. Đó. mình tộn thức ăn viên nè. Nhưng mà cái tỷ lệ mình pha là nó nó tăng dần dần. Chẳng hạn như thì à, mới đầu thì một lượng như đây đi, thì mình pha số lượng là ít ít thôi. Mình tăng từ 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 từ. Rồi à, xong khoảng từ mươi mấy ngày, mươi mấy ngày tới lên thì mình bắt đầu mình là mình sẽ tộn thêm ha anh em đó mình trộn thêm bắp nè trộn thêm bắp đó. lúc này là trộn bắp thêm nè rồi bắt đầu từ từ số lượng nói chung là anh em mỗi khi à, mỗi khi mình chuyển qua một cái thức ăn gì á, thì anh em nên chuyển từ từ không chuyển qua một cách đột ngột à, chẳng hạn như mình đang ăn thức ăn không mà mình chuyển qua lúa thì bảo đảm anh em là con gà nó sẽ từ từ nó sẽ ốm dần và nó sẽ có thể bệnh rối loạn đường ruột tiêu hóa nó sẽ bệnh và nó kén ăn lại thì cái gì cũng vậy anh em đừng có cho ăn qua một cách đột ngột đang ăn thức ăn không cái ngày sau cho ăn lúa không đó. thì cách đó không được mình phải chuyển là chuyển qua từ từ ừ, rồi mình à, tộn thức ăn này cũng vậy khi mà thức ăn mảnh mình tộn vô thức ăn này thì mình đầu mới đầu thì mình à, ít cái à, ít cái viên này từ từ rồi tăng từ từ hoặc là tỷ lệ bảy ba bảy thức ăn mảnh ba thức ăn à, viên rồi từ từ sáu 64 từ từ 5 năm rồi mình có thể từng tăng từ từ luôn. Rồi bắt đầu mình chuyển qua hai mấy ngày 10 à, khoảng 20 ngày, mười mấy ngày mình bỏ này hẳn luôn rồi. Đó. Đó 15 ngày mình trộn từ từ mình chuyển từ từ tới là 20 ngày là mình bỏ này hẳn luôn rồi. Là chuyển qua thức ăn này, đó, thức ăn viên. thức ăn viên xong rồi thì lúc đó trong giai đoạn mình trộn chung này thì cũng có là bắp chuyển qua từ từ vô, cộng vô từ từ vậy đó. Thì số lượng giống như là 73 thì 64 5 năm vậy đó rồi mình nói chung là đáo ngược lại rồi tới cái mình bắt đầu mình khoảng gần 30 ngày rồi bắt đầu mình à, cộng lúa vào à, số lượng lúa là mình ít lắm cộng ít từ từ à, tổng ít từ từ à, như cái này là mình khoảng hai mấy đến 30 à, 30 ngày đổ kháng đó lại là mình ăn cho ăn thức ăn này rồi này, nè này, 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 anh em à, có lúa trong đây lúa mặc độ ít từ từ rồi bắt đầu ngoài 30 ngoài 30 ngày bắt đầu là mình chuyển từ từ qua cái cái khẩu phần ăn nó giống như gà thả giường luôn đó tỷ lệ mới tộn thì à, lúa 50 lúa với bắp là một phần rồi thức thức ăn là một phần đó anh em nói chung là tùy điều kiện anh em nhưng mà mình mình tộn sao mà ăn phù hợp là ok rồi <laughs> chí à, anh em không nên không nên chẳng hạn như đang thức ăn mà mình chuyển qua lúa một cách đột ngột hay là chuyển qua à, bắp một cách độc ngột thì con gà nó sẽ không không bao giờ mà nó thích nghi kịp được và nó có thể là con gà nó nó bỏ ăn và nó giảm ăn và nó sụp ký thì nó bắt đầu nó sẽ có thể là à, sức khỏe nó xuống và nó có thể ảnh hưởng và nó làm cho con gà mình bệnh luôn à, nó yếu cơ thể dễ bị bệnh hơn à, mình thì nói thiệt với anh em mình không có thích à, cho gà gà con À, gà con nè, gà lứa, nói chung gà gà con, gà lứa gì đó khoảng tháng tháng ngoài, nói chung là không chăn gạo lứt, gạo tắm hết, mình không có thích mấy món đó. À, mình cũng nói rất là nhiều trong video những video hồi trước rồi à, là cho ăn những cái món đó là rất là dễ bị trứng nhiều à, nhất là gạo lứt. À, à, và mình gạo lứt mình chỉ cho ăn gà ở bội hiện tại mình nuôi cách nuôi của mình á là gạo lứt là mình chỉ cho ăn À, khi gà lúc cúp bội thôi còn gà thái dương mình cũng không cho ăn gạo lứt nữa tính ra thì cái gạo lứt nó giống như hạt lúa thôi chứ không có khác cái gì hết nếu anh em mà cho theo ăn theo cá nhân mình nha nếu anh em mà cho ăn ăn gạo lứt đi thì anh em mua gạo bắp nó sẽ bổ dưỡng hơn rất là nhiều bắp với gạo lứt á tại vì cái gạo lứt thì nó có nó tông cái hạt lúa à. còn cái vỏ lúa thì nó có giàu canxi mà nếu mà anh em cho ăn lúa thì giống như À, gạo lứt thì giống như lúa nó tương đương chút thôi, nhưng mà ăn thì nó dễ bị bị trứng nhiều hơn. Tại hạt hạt à, à, gạo lứt rất là dễ ăn và nó 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 gà nó thích ăn lắm. Nói chung là con gà nào cũng thích ăn gạo lứt. À, gà con vậy nó anh em mà trộn vô trộn vô đây là nó ăn lựa gạo lứt tước thiên hơn. À, lựa ăn sừng màu sạch gạo lứt rồi nó mới tới ăn mới thức ăn. Cả thức ăn với gạo lứt con gà nó vẫn thích gạo lứt hơn là thức ăn à, bởi nó ăn rất là trứng nhiều mà cái gạo lứt thì ăn vô mà À, cứng dìu là nó dễ bị sình bụng nó không tiêu khó tiêu à, à, mình không có cho ăn gạo lứt từ gà con luôn chỉ là duy nhất gà bội mình mới cho ăn thôi cái hạt à, mình tính đây cái hạt bắp hạt bắp với gạo lứt là hạt bắp nó bổ dưỡng hơn gạo lứt rất là nhiều tại gạo lứt thì nó có thành trong cái là lúa rồi mình không cần thiết phải tộp vô tộp vô nó thừa chứ gì hết thì cách mình cho ăn là như vậy thì như cái giai đoạn lớn như 30 ngày đổ lại mình vẫn còn cho còn cho ăn gút thường xuyên luôn đó à, trong đây có gút nha anh em gút nè đó như gà này là nó mình chuyển từ từ qua bắt đầu là à, thích nghi với cái à, ăn tự nhiên rồi đó tự nhiên là gà thả giường mình rồi đó à, như gà con mà khoảng chừng 15 ngày đổ lại mà anh em cho ăn lúa là là cũng không có tốt đường ruột đó. À, những cái video trước mình cũng nói rồi khi mình cho ăn gà mẹ cũng không có 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 nên để chung với gà gà con ha thì gà con gà mẹ nó sẽ cục gà con ăn và gà con sẽ ăn hạt lúa thì nó sẽ rất là ảnh hưởng cái đường ruột của con gà gà nó không không có lớn đâu nó còn 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 hoài đó nó rút rút sẽ cánh đi sụ 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 thì mấy anh em cho ăn lúa nhiều á mau 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 chuyển vào lúa hải chung với gà con nhất là gà thái lan đó thì con gà nó sẽ không phát tiểu không phát triển đồng đều đâu nhưng mình thấy mình cho ăn thức ăn thức ăn hoàn toàn luôn hoàn toàn từ giai đoạn ốm gà mà tới 20 ngày bắt đầu mình chuyển qua thức ăn à, thức ăn viên từ từ rồi cộng bắp chưa từ từ nói chung là mình nhớ là anh em chuyển qua từ từ một cách không bao giờ độc ngột và ok rồi đừng chuyển qua đang thức ăn cái ngày sau chuyển qua ăn lúa là nó sẽ không có tốt đâu không là rất là ảnh hưởng gà Rồi thôi mến chào anh em nha Cảm ơn anh em đã xem video Thì anh em nào mà mới vào kênh mình Xem kênh mình thì Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh Và nhấn chuông thông báo Để nhận những video Sớm khi mình tải lên ha Rồi mến chào anh em Cảm ơn anh em đã xem video Chúc anh em một buổi tối thật là nhiều sức khỏe Và niềm vui